nạn nhân ôm mình khóc nức nở khi được cứu khỏi đám cháy. Người phụ nữ nói gì về nguyên nhân việc tôn cướp đạp vỡ kính ô tô cắn tay cô gái. Xôn xao clip nữ sinh lớp 10 ở Vũng Tàu bị đánh hội đồng kéo lê trên đường. Hoang mang thông tin Hoa hậu Nguyễn Thúc bị tiên bị khởi kiện. Giả tranh công an dừng xe cưỡng đoạt tiền học sinh. Xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, vụ cháy trung cư mini ở quận Cầu Giấy, Hà Nội trong đêm ngày 23 tháng 10 đã khiến mạng xã hội đứng ngồi không yên. May mắn thay, các chiến sĩ trong đội phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời dập tắt đám cháy, giải cứu các nạn nhân thoát khỏi cửa tử trong găng tấc. Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, một hình ảnh ấm lòng đã được dư luận lan truyền rộng rãi. Trong giây phút hoảng loạn, một cô gái đã ôm chặt thiếu tá Nguyễn Minh Đức mà oà khóc nức nở Kể lại khoảnh khắc hỗn loạn ấy, người lính cứu hỏa không khỏi hồi hộp và xúc động. Trước đó vào tối ngày 23 tháng 10, một căn nhà 6 tầng cho thuê trọ nằm sâu trong ngõ 123 cầu giấy, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bất ngờ bốc cháy ngùn ngục, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường, nhanh chóng dập lửa và kịp thời giải cứu được 11 người ra ngoài an toàn. Ngay tại thời điểm đó, hình ảnh một cô gái trẻ mặt mũi lấm lem mùi khói ôm chặt người lính cứu hỏa khóc nức nở, nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ. Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh ấm lòng nhất trong ngày. Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội, chính là nhân vật trong bức ảnh. Thiếu tá Nguyễn Minh Đức kể lại: ngay khi nhận được tin báo cháy, đơn vị của anh cùng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Cháy điều 4 xe chữa cháy và 20 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Do căn nhà nằm sâu trong ngõ nhỏ, mặt ngoài bị quay bởi chuồng cọp nên việc giải cứu người mắc kẹt bên trong khá khó khăn. Thiếu tá Nguyễn Minh Đức cho biết, chỉ huy đã cho anh em chia thành nhiều mũi, mũi dập lửa ở tầng 1, mũi thì tiến công để giải cứu người mắc kẹt. Lúc đó tầng 1 và 2 của căn nhà đang cháy lớn, anh em phải trèo từ nhà kế bên vào tìm người mắc kẹt, đồng thời tìm cách mở lối thoát hiểm thứ hai. Mũi tiến công của thiếu tá Nguyễn Minh Đức đi từ sân thượng của nhà liền kề vào ngôi nhà đang cháy do mắc phải khung sắt chuồng cọp nên phải dùng thiết bị chuyên dụng để cắt phá. Thiếu tá Nguyễn Minh Đức xúc động kể lại, sau khi cắt được khung sắt đưa các nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài an toàn, đã có một cô gái trẻ đi tới và ôm chặt lấy tôi rồi khóc nức nở. Cô gái vừa khóc vừa nói cảm ơn các anh chiến sĩ đã cứu mình. Lúc đó cô ấy còn nói bố mẹ ơi, con được các anh ấy cứu rồi. Thiếu tá Đức cho biết, sau khi cứu được các nạn nhân ra ngoài, anh cùng đồng đội đã tự ôm nhau vì cả nạn nhân mắc kẹt và anh em lính cảnh sát phòng cháy chữa cháy đều đã an toàn. Đã trong nghề được 14 năm, thiếu tá Nguyễn Minh Đức không nhớ nổi mình đã cứu được bao nhiêu người thoát khỏi nguy hiểm. Người phó đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy rạng dày với những trận đánh với giặc lửa lại rất ngại khi kể về chiến công của mình. Với anh đó là công việc nghĩa vụ của một lính phòng cháy chữa cháy. Từ đầu năm đến nay đã có không ít các vụ hỏa hoạn xảy ra, đa phần các vụ cháy đều thiêu rụi tài sản và nhà cửa của nạn nhân, thậm chí nhiều vụ còn để lại thương vong về người. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã luôn sẵn sàng có mặt, lao thân mình vào biển lửa để giải cứu người dân. Qua đây cũng xin được gửi lời cảm ơn sự tôn vinh đến những người hùng đã quên mình trong cuộc chiến với giặc lửa. Đồng thời người dân cũng nên ý thức được việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để tránh những tai họa không may mắn xảy ra. Liên quan đến vụ người phụ nữ hùng hổ tung cước đạp vỡ kính ô tô, cắn tai cô gái gây xôn xao dư luận ở Thanh Hóa, Mới đây, công an thị trấn nông Cống đã vận động đối tượng tới trình diện. Tại đây, khi được hỏi về nguyên nhân xảy ra vụ việc gây chấn động trên, người phụ nữ đã đưa ra lời khai do mâu thuẫn ghen tuông vợ chồng. Vào ngày 24 tháng 10, công an thị trấn nông Cống, huyện nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, chị Hát sinh năm 1992, ngụ huyện Như Thanh người phụ nữ liên quan tới hai đoạn clip đạp vỡ kính ô tô và cắn đứt một phần tai của cô gái vào chiều ngày 22 tháng 10 đã tới công an trình diện nhờ sự vận động của cơ quan công an. Tại đây, chị đã thừa nhận hành vi của mình gây ra. Theo lời khai ban đầu, người phụ nữ này và chồng đang có mâu thuẫn tình cảm, nên vào ngày 22 tháng 10, khi chị hát để siêu thị mua đồ, đã bắt gặp chồng lái ô tô chở theo một người phụ nữ. Do quá ghen tuông, chị Hát đã không kiềm chế được bản thân nên có hành động trên. Như đã đưa tin trước đó, vào chiều ngày 22 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện một số đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang treo lên nắp cabo chiếc xe ô tô 4 chỗ rồi dùng chân đạp vỡ kính trắng phía trước. Sau khi đạp vỡ kính xe, người phụ nữ trên tiếp tục mở cửa xe tấm tóc và đánh một cô gái, được cho là nhân tình của chồng, ngồi trong chiếc xe. Rất nhiều người chứng kiến sự việc đã chạy tới can ngăn lôi người phụ nữ trên ra ngoài. Tuy nhiên, cô gái ngồi trong ô tô đã bị cắn mất một phần tay bên trái. Hiện vụ việc được công an huyện Nông Cống tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Không ít vụ chính thức ra mặt bắt tận tay và xử đẹp các tiểu tam. Tuy nhiên, khi cơn nóng giận đẩy lên đỉnh điểm là lúc những hành động mất kiểm soát có thể xảy ra khiến cho những người trong cuộc phải chịu những hậu quả nặng nề. Mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên, mỗi người hãy biết cách làm chủ cảm xúc, bình tĩnh để giải quyết sự việc. Đừng vì một lúc không giữ được mình mà đánh mất đi nhiều thứ và đến lúc nhận ra thì quá muộn. Mới đây Mạ dội lại lan truyền nhau một đoạn clip nữ sinh lớp 10 ở Vũng Tàu bị một nhóm người dùng mũ bảo hiểm tác động vật lý và kéo lê trên đường. Sự việc xảy ra đang được dư luận hết sức quan tâm cho những hành động không gây tay của các nữ sinh và sự thờ ơ của những người xung quanh. Theo đó, vào ngày 24 tháng 10, một clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh một nữ sinh tại thành phố Vũng Tàu, Bà rì Vũng Tàu bị một nhóm người dùng mũ bảo hiểm tấn công liên tiếp và kéo lê trên đường. Theo clip, ba nam năm nữ vây xung quanh nữ sinh này, sau đó hai người nữ lao vào tác động vật lý. Trong đó, một người dùng mũ bảo hiểm tấn công liên tiếp vào vùng đầu. Có một người đàn ông đi qua thấy vụ việc nên chạy tới can ngăn, tuy nhiên nữ sinh trên vẫn bị nhóm đối tượng xử lý. Được biết, nạn nhân là BNBU, sinh năm 2007, học sinh lớp 10 trường Việt Mỹ Vũng Tàu, VAS Schools theo gia đình của U vào ngày 16 tháng 10, sau khi em U chơi thể thao xong đi ra ngoài để về thì sự việc xảy ra. Sau khi vụ việc xảy ra, U được gia đình đưa tới bệnh viện rồi trình báo công an. Qua tìm hiểu từ phía con gái gia đình B U cho biết, do mâu thuẫn qua lại trên mạng xã hội giữa U và một nữ sinh trường khác. Sau khi bị đánh, tâm lý em U khá hoảng sợ và phải nghỉ học ở nhà một tuần để điều trị. Ông Phan Hoàng Nhật, cha của nữ sinh cho biết vẫn chưa hết bức xúc trước việc con mình bị tác động như thế vào ngày nghỉ cuối tuần trong lúc đi chơi thể thao cùng bạn. Ông Nhật cho rằng hành vi của nhóm người đánh con gái là rất côn đồ, có dấu hiệu của hội nhóm nên mong muốn công an sớm làm rõ để có biện pháp răng đe. Cũng theo ông Nhật, sau khi đánh, nhóm này còn nhắn tin thách thức đe dọa em u. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Vũng Tàu cũng cho biết đã nắm được thông tin ban đầu vụ nữ sinh lớp 10 trường tư thuộc Việt Mỹ Vũng Tàu bị đánh giả mang ngoài trường học. Tuy nhiên nữ sinh thuộc quản lý của sở nên phòng chỉ phối hợp xác minh. Bà Hương cho biết trong clip có một bạn nữ mang áo màu đen hồng qua đối chiếu thì trước đó học trường trung học cơ sở Trần Phú, sau đó có hồ sơ chuyển cấp học tại một trường tên nước ngoài. Do đó nếu có còn học cũng không thuộc đối tượng quản lý của phòng. Tôi xem clip thấy cũng sợ và buồn quá. Tối qua công an cũng đã cung cấp thông tin ban đầu, tuy nhiên không thuộc đối tượng phòng quản lý, bà Hương nói. Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu đã nắm được vụ việc và đang phối hợp với các bên liên quan để xác minh và xử lý. Con cái có những hành vi bạo lực, lối hành xử trái với đạo đức, người làm cha mẹ không tránh khỏi trách nhiệm. Đồng thời, nhà trường cũng cần phải có những biện pháp răng đe nghiêm khắc đối với những học sinh có hành vi sai lệch, tránh việc tạo ra bóng ma học đường, gây hoảng sợ và ám ảnh cho những em học sinh khác. Nàng hậu hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thủy Tiên hiện đang là cái tên được nhiều người hâm mộ và yêu mến bởi sự xinh đẹp, tài năng và duyên dáng. Truyền thông cũng hết sức yêu ái khi liên tục cập nhật và thông tin về lịch trình cũng như cuộc sống hàng ngày của cô nàng. Tuy nhiên mới đây thông tin bà Đặng Thùy Trang thông báo nộp đơn khởi kiện Hoa hậu Thủy Tiên tại tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến nụ nào giữa hai người khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Theo đó, vào sáng ngày 24 tháng 10 trên trang cá nhân, bà Đặng Thùy Trang thông báo đã gửi đơn kiện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Phía toán nhân dân quận Gò Vấp cũng có văn bản xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang vào ngày 14 tháng 10 năm 2022. Theo bà Đặng Thùy Trang, vào năm 2017, Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để làm chi phí tham gia hoa khôi Nam Bộ. Khi đó cô viết giấy vay tiền cam kết sau khi thắng giải sẽ dùng các xe trả và để bà Đặng Thùy Trang làm quản lý hưởng phần trăm khi nhận sâu nhưng sau khi thắng giải Thùy Tiên không hợp tác cũng không trả nợ. Đến tháng 4 năm 2019, Thùy Tiên hẹn Đặng Thùy Trang ra quán cà phê tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh để trả tiền với điều kiện đưa ra bản gốc giấy nhận nợ. Tôi thấy người của Thùy Tiên có đem tiền theo nên tin và đã đưa bản gốc giấy nhận nợ ra để nói chuyện. Bất ngờ, bà Thùy Tiên đã chụp lấy giấy nhận nợ và xé ngay lập tức mà tôi không kịp ngăn chặn, bà Trang cho hay. Sau đó, hoa hậu Thùy Tiên tố cáo bà Trang ra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Thùy Tiên khẳng định chưa từng nhận được bất kỳ khoản tiền nào hay sự giúp đỡ nào từ phía bà Đặng Thùy Trang, dù đã ký vào giấy vay nợ. Người đẹp sinh năm 1998 cho biết: "Lý do có tờ giấy đó, tôi đã khai báo với cơ quan công an. Khi nào có kết luận từ cơ quan điều tra, tôi sẽ đưa ra thông cáo báo chí." Cô trả lời báo chí trong buổi họp báo ngày 7 tháng 5 năm 2019. Bà Trang cho biết, việc Thùy Tiên vay tiền rồi trốn tránh trách nhiệm trả nợ vu khống tôi vào các tội danh như lừa đảo cưỡng đoạt tài sản, tố giác tôi ra cơ quan công an mà không có bằng chứng căn cứ là những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nó khiến tôi không chỉ có nguy cơ bị mất trắng tiền của mà còn trà đạp danh dự nhân phẩm khiến sức khỏe tôi bị suy sụp. Đại diện truyền thông công ty sen vàng đơn vị quản lý Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên cho biết đã nhận thông tin trên và đang cùng luật sư tiến hành làm rõ sự việc. Những thông tin mới nhất về vụ lùm xùm giữa Hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang sẽ được chúng tôi cập nhật trong video tiếp theo. Mới đây, cơ quan công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa tiếp nhận một vụ việc xuất hiện đối tượng giả danh công an với đầy đủ trang bị đi kèm như cổng số 8, rùi cui, gây giao thông với mục đích lừa gạt, cưỡng đoạt tài sản của các em học sinh. Hiện cơ quan công an đã bắt giữ và xác định được danh tính của kẻ giả mạo này. Vào ngày 24 tháng 10, thông tin từ công an xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuộc, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Sang, sinh năm 2001, trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk cho công an thành phố Buôn Ma Thuộc để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo công an xã Ea Cao, thời gian qua công an xã liên tiếp tiếp nhận thông tin phản ánh của các em học sinh, sinh viên, sinh sống trên địa bàn về việc đêm khuya trên đường đi học về đã bị một đối tượng dùng gậy cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi dừng xe, đối tượng này tự xưng mình là công an rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ, khi người vi phạm không mang theo giấy tờ thì đối tượng yêu cầu đưa tiền rồi cho đi còn khi không có tiền thì đối tượng tìm cách giữ các loại giấy tờ tùy thân sau đó đối tượng tìm cách liên lạc với người bị giữ giấy tờ để chuộc lại Công an xã Ea Cao đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và chỉ sau một thời gian ngắn bằng các biện pháp nghiệp vụ. Đến tối ngày 21 tháng 10, lực lượng công an xã Ea Cao đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Sang khi Sang đang mang dụng cụ đi ra đường để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khám xét trên người Sang, công an thu giữ một còng số 8, một cây dùi cui, một cây gậy giao thông, một cái còi và 200.000 đồng Sang vừa cưỡng đoạt được. Tại cơ quan công an, Sang khai nhận từ huyện Crong Bắc lên thành phố Buôn Ma Thuột ở trọ để làm thuê cho một cửa hàng sửa chữa xe máy. Thời gian gần đây vì muốn có tiền tiêu xài nên Sang đã nảy sinh ý định giả danh công an để đi cưỡng đoạt tiền của người đi đường. Đối tượng mà Sang nhắm đến là các em học sinh, sinh viên đi học về đêm khuya. Bước đầu Sang khai nhận đã thực hiện được 5 vụ cưỡng đoạt tiền của các em học sinh, sinh viên. Thưa quý vị, đến với hình ảnh đẹp trong ngày hôm nay, một người phụ nữ đang trở dạ đã may mắn được trưởng công an xã làm bà đỡ ngay trên đường đến bệnh viện. Trong tình thế cấp bách và hoàn cảnh khó khăn, chiến sĩ công an đã không ngần ngại giúp đỡ đôi vợ chồng hạ sinh thành công một bé trai kháu khỉnh. Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 10, trên đường đi công tác từ công an xã Co Mạ về thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, Sơn La, Đồng chí Trung tá Lò Văn Ước, trưởng công an xã Co Mạ, thấy vợ anh vừa A Xía, sinh năm 1987, tại bản Tì La, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, Sơn La, lên cơn đau, nằm gục xuống lề đường. Lại gần thăm hỏi nhận định vợ anh vừa A Xía đang trở dạ, không thể tiếp tục đi tới bệnh viện được nữa. Đồng chí Trung tá Lò Văn Ước với kinh nghiệm và kiến thức sơ cứu đã ngay lập tức cùng anh vừa A Xía hỗ trợ người vợ hạ sinh thành công. Đồng thời đồng chí ớt đã gọi xe cấp cứu xuống bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu để vợ con anh vừa A Xía được chăm sóc tốt nhất. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, bé trai nặng hơn 2 kg chào đời thuận lợi. Hiện tình trạng sức khỏe của hai mẹ con đều khỏe mạnh. Trung tá Lò Văn ức trưởng công an xã Co Mạ huyện Thuận Châu chia sẻ với tâm trạng phấn khởi. Nay cả mẹ và bé đều khỏe mạnh, bản thân tôi cảm thấy rất vui. Trong trường hợp đó thì ai cũng sẽ làm như vậy thôi. Vừa qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh không khỏi bất ngờ và sợ hãi khi con đường trước nhà mình bị ngập linh láng trong dòng nước đỏ chỉ sau một trận mưa lớn. Kèm theo đó là mùi hôi nồng nặc. Được biết, dòng nước đỏ ngầu khiến đoạn đường Phan Anh, Tô Hiệu ở quận Tân Phú ngập sâu khoảng 10 đến 30 cm. Vào chiều ngày 23 tháng 10, nhiều người dân sống tại khu vực đường Phan Anh, Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú bất ngờ khi hai con đường bị ngập trong dòng nước màu đỏ ẩm. Theo người dân, mỗi khi có mưa lớn, một số tuyến đường trong khu vực thường bị ngập nước. Điều bất ngờ là dòng nước có màu đỏ như máu rất khác so với những lần ngập nước trước. Dòng nước màu đỏ kèm mùi hôi nồng nặc khiến người dân rất lo lắng, một số nhà dân cũng bị dòng nước đỏ này tràn vào. Công việc kinh doanh của người dân bị đóng băng do nước đỏ bổ vây đường phố, khu dân cư. Người dân ở đây cho biết, đây là lần đầu tiên thấy cảnh nước đỏ ngòm ngập trên đường sau mưa. Chị Lê Thị Linh, một người dân địa phương lo lắng nói, những lần mưa ngập đường trước đây nước chỉ có màu đen thôi, nay nước ngập đỏ ngòm kèm mùi hôi nồng nặc thế này, sợ quá. Anh Hoàng Văn Trọng, người dân đường Phan Anh cũng chia sẻ thêm, hoảng hồn luôn đó, chiều mưa ở trong nhà ngủ khi tỉnh dậy mở cửa ra đường thì thấy nước ngập đỏ trước nhà kèm mùi hôi, nước đỏ ngòm và hôi như thế này chắc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người. Đến tối cùng ngày, nước bắt đầu rút dần, người dân nhanh chóng dọn dẹp trà rửa thật kỹ để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Nhiều người cho rằng nguyên nhân của dòng nước đỏ có thể cho nhà máy hoặc cơ sở nhuộm vải nào đó xả thải ra môi trường. Ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thới Hòa cho biết đã nắm được thông tin vụ việc. Theo ông Trung, xung quanh đường Phan Anh và Tô Hiệu không có xưởng dụng nào nhưng nơi đây là hệ thống cống cuối nguồn khả năng nguồn nước ở khu vực khác theo đường cống đổ về rồi không thoát kịp nên dâng cao ông Trung cũng cho biết sự việc sẽ phối hợp với các địa phương lân cận để xử lý chuyển qua những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khu vực trung bộ sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến 70 đến 150 mm nguy cơ xảy ra lốc xét và mưa đá theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 24 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10, Thanh Hóa đến Phú Yên mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện nay vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió mạnh cấp 6 giữa cấp 7-8 biển động. Ngày và đêm 24 tháng 10, Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Thời tiết ở Hà Nội ngày nắng đẹp, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2, 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C. Khu Tây Bắc 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, Gió đông đến đông bắc cấp 2 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng đêm mưa rào và giông, cục bộ mưa to, gió bắc đến tây bắc cấp 2 3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày nắng, đêm mưa rào và giông, cục bộ mưa to. Phía Nam ngày nắng, đêm mưa rào và giông vài nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa giông đề phòng lốc, rét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên ngày nắng đêm mưa rào và giông vài nơi, gió nhẹ trong mưa giông nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực Nam Bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, miền Tây chiều tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ trong mưa chông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.